Vào tối ngày 30 tháng 5, sự kiện đêm hội từ thiện Ba Già với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao đình đám làng điện ảnh xứ Trung. Bên cạnh những bộ cánh lộng lẫy hay những màn khoe sắc cuốn hút, sự kiện lần này còn có không ít khoảnh khắc đáng chú ý. Và hãy cùng chúng mình tìm hiểu thử xem nhé! Thứ nhất, lý do Dương Mịch không tham dự. Mặc dù có rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz tham gia nhưng lại không có Dương Mịch khiến nhiều người thắc mắc. Do đó, cư dân mạng tình cờ phát hiện người dẫn chương trình thảm đỏ hôm đó là Lý Hiểu Phong, bạn gái hiện tại của Lưu Khải Uy. Phải chăng đây là lý do Dương Mịch vắng bóng tại sự kiện năm nay? Thứ hai, nhiếp ảnh gia của Dương Tử bị réo tên. Có thể thấy Dương Tử gần đây đã thay đổi phong cách một cách rõ rệt, những bức ảnh trong các hoạt động gần đây đều giành được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, bức ảnh chụp Dương Tử trước khi đi thảm đỏ đêm hội Ba Già với tư thế nằm thẫn thờ dưới đất, tóc tai rũ rượi khiến cư dân mạng vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc dáng thô sinh này có ý nghĩa gì? Nhiếp ảnh gia có thể đứng ra giải thích rõ hơn được không? Ngay khi cư dân mạng đang tranh cãi xôn xao thì nhiếp ảnh gia của Dương Tử đã chính thức lên tiếng. Anh cho biết mục đích của những bức ảnh này để nhắc nhở về nhân vật Cẩm Mịch, một vai diễn từng thành công của Dương Tử, chứ không vì mục đích nào khác. Thứ ba, Lý Hiểu Phong giúp chỉnh váy cho Angelababy. Lý Hiểu Phong là MC chương trình, thay vì gọi nhân viên, cô lại ngồi xuống giúp đỡ gỡ váy cho Angelababy. Hành động này nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Thứ tư, trạng thái không tốt của Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo Sohu đưa tin, Địch Lệ Nhiệt Ba đang hứng phải loạt bình luận tiêu cực khi diện váy có chi tiết xuyên thấu, xẻ sâu. Tuy nhiên, bộ trang phục bị lỗi bung hạt khiến màn xuất hiện của nữ diễn viên trở nên kém hoàn hảo. Ngoài ra, phần vải xuyên thấu của váy được cho là không vừa vặn với vóc dáng nữ diễn viên, phụ kiện đội đầu bị nhận xét là xỉn màu. Mặt khác, trên váy có nhiều phần bị nhăn, cô diện mẫu đầm từ một thương hiệu cao cấp. Bên cạnh đó, khi bước vào thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục lấy tay che ngực với phong thái thiếu tự tin. Nhiều khán giả bình luận rằng nếu Địch Lệ Nhiệt Ba không cảm thấy thoải mái với trang phục hở bạo, cô có thể lựa chọn phong cách kín đáo hơn thay vì luôn có hành động che chắn như vậy. Trạng thái của Địch Lệ Nhiệt Ba trong sự kiện Ba Già Icon 2023 tối ngày 30 tháng 5 cũng không được đánh giá cao. Nữ diễn viên lộ sắc thái mệt mỏi, trang điểm nhợt nhạt. Bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.